PI và PQI nó lớn hơn 1 và bé hơn n. Thì theo code trước đây của các bạn, thì các bạn cùng xem bài code trước đây. Đây là đoạn code mà trước đây chúng ta viết. Với đoạn code này thì chúng ta thấy nếu như k bằng n thì độ phức tạp của ta là ON. Và ở trong này nếu như P bằng 1, Q bằng N thì độ phức tạp của chúng ta cũng là ON. Vậy hai vòng lặp này lần nhau, độ phức tạp sẽ là ON bình. Và với giới hạn của bài toán N là 10 mũ 5, ON bình sẽ lên tới 10 mũ 10. Vậy là đã vượt quá thời gian phần test. Bài làm của chúng ta sẽ không được điểm tối tối đa. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết lại code để chúng ta có thể đạt được điểm tối đa. Đấy là chúng ta sử dụng mạng cộng dồn. Với mạng cộng dồn chúng ta sẽ làm như sau. Cô ví dụ cô có một mảng ban đầu là mảng A. Cô nhập giá trị từ chỉ số 1, chỉ số 2, chỉ số 3, con gồm có 5 phần tử, chỉ số 4 và chỉ số 5. Giá trị đầu tiên là bằng 3. Giá trị thứ hai là cô nhập vào là bằng 6. Giá trị thứ ba nhập vào bằng 8. Giá trị thứ tư cô nhập vào bằng 5. Giá trị thứ năm cô vào nhập vào bằng trừ 3. Ví dụ đây là một mảng ban đầu là mảng A. Với các chỉ số nhập từ 1 và nó gồm 5 phần tử. Bây giờ cô sẽ sử dụng một mảng gọi là mảng cộng dồn như sau. Cô sử dụng mảng T. Với mảng cộng dồn cô sẽ làm như sau. Cô lấy tính tổng ở phần tử thứ y thì cô sẽ lấy tổng của phần tử thứ y trừ 1, tức là tổng phía trước nó cộng với giá trị tại vị trí thứ y. Ví dụ bây giờ cô tính tổng tại vị trí số 1 thì cô phải lấy tổng ở vị trí trước 1, tức là vị trí 0. Vậy ta phải khai báo mảng T của chúng ta là từ 0. Vậy mời các bạn là hãy đặt cho cô một cái giả tuyến T không? Phải được gán giá trị ban đầu là không. Sau đấy ta thực hiện mảng như sau. T tại vị trí số 0 ta đã có giá trị bằng 0 rồi đúng không ạ? Tại vị trí số 1 thì bằng tổng ở vị trí 0 cộng với AI A1, tức là ở đây ta sẽ có 0 cộng 3 là bằng 3. Khi chạy lên đến vị trí thứ 2 thì tổng sẽ bằng vị trí thứ 1 cộng với A2. Đây là 3 cộng với 6 của chúng ta là bằng giá trị bằng 9. Khi y chạy tới vị trí số 3 thì tổng sẽ là bằng tổng của vị trí trước đó là 9 cộng với giá trị A3. A3 ở đây của chúng ta là bằng 8, tức là của chúng ta sẽ bằng 17. Khi y chạy đến vị trí thứ 4, tổng của vị trí thứ 4 sẽ bằng tổng của vị trí thứ 3 cộng với A4, tức là bằng 17 cộng với 5 và chúng ta sẽ bằng là 22. Y chạy tới vị trí thứ 5, tổng của vị trí thứ 5 sẽ là bằng tổng của vị trí từ đầu cho đến thứ 4 cộng với A5, tức là bằng 22 cộng với trừ 3 và kết quả của chúng ta là bằng 19. Bây giờ chúng ta có một cái mảng này, ta gọi là chính là mảng cộng dồn. Bây giờ muốn tính giá trị từ đoạn P đến Q, các bạn chỉ cần việc y chạy từ đầu cho đến hết mảng và ta lấy tổng của P. Bây giờ em muốn tính tổng từ P cho đến Q thì ta sẽ lấy tổng của P sẽ bằng tổng của Q trừ đi tổng của vị trí thứ P trừ 1. Các bạn kiểm tra đáp án, ví dụ cho P bằng 2 và Q bằng 4, ta kiểm tra giá trị tổng xem bằng bao nhiêu. Đây, ví dụ cô đặt ở vị trí này là P và vị trí này là Q. Ta sẽ thực hiện như sau. Tổng từ 2 đến 4 của chúng ta sẽ bằng tổng ở vị trí số 4 ở đây là 22 trừ đi tổng ở vị trí thứ 2 trừ 1 đúng không ạ? Tức là trừ đi ở vị trí số 1 là trừ đi 3. Kết quả của chúng ta ở đây là bằng 19.
thì cần sử dụng mồm vào lặng. Lúc này độ phức tạp của chúng ta chỉ là OE, N. Bây giờ mời các bạn viết code cho bài này.